Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn quay trở lại chương trình Thanh Gót. You are here. Ơn rời cậu đây rồi. Chúng ta đã mở 4 cánh cửa, chúng ta đã được cười. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào các khách mời một lần nữa quay trở lại sân khấu của chúng ta. Nhiều người đang thắc mắc vì sao người dẫn chương trình lại đeo kính đen. Đây là một đạo cụ mà tôi sẽ phải trao cho một trong số các khách mời đang có mặt ở đây. Trước hết, tôi xin trao cái này cho Miko Lan Trinh. Xin trao cái này cho Lê Giang. Bạn cứ bình tĩnh sử dụng nó cho hợp lý. Tôi sẽ trao cái kính này cho một trong hai vị khách mời nam mà chưa có kính. Tôi quyết định rồi. Tôi giữ lại. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chỉ còn một căn phòng nữa, chúng ta sẽ kết thúc chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Căn phòng thứ 5 với phần thử thách do giám khảo Hoài Linh cũng là trưởng phòng đưa ra. Chúc các bạn may mắn. Một tràng vỗ tay để chúng ta đến với căn phòng số 5. Xin mời. Chào các anh chị phụ huynh. Xin mời các anh chị vào trong ngồi. Và kính thưa thầy hiệu trưởng, ngày hôm nay tôi thỉnh các chư vị đó về đây. Ủa? Là những phụ huynh mà có những người con đang học ở trong trường mình, những học sinh tiêu biểu về cái độ hư. Thực ra là ngày hôm nay tất cả mọi người về đây có một cái vấn đề, nuốt được cái cầu không thể chấp nhận đứa học sinh ở trong trường. Dạ thưa các anh các chị, tôi làm ở đây 20 năm cho nên là tôi hiểu các anh các chị có hiểu thầy hiệu trưởng mới vừa nói gì không ạ? Tôi là tôi nghe đó, nhưng mà không hiểu. Dạ thưa thầy, giọng thầy cũng khó nghe cho nên là mọi người không hiểu. Tôi xin phép thầy để tôi nói lại cho mọi người hiểu thầy mới nói cái gì. Và cái vấn đề ở đây thầy hiệu trưởng muốn nói là ở trường của chúng ta là cái trường dạy học văn hóa, nhưng mà không thể nào chấp nhận được những học sinh cá biệt. Nói dài vậy tôi dịch được nhiều đó thôi đó. Lớp trẻ bây giờ có những cái vấn đề về đạo đức. Về đạo đức đó, đạo đức. Đạo đức còn là suy sụp. Suy sụp. Khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi muốn tìm ra một cái hướng giải quyết để tất cả em càng ngày càng lớn mạnh, thông minh, cô khỏe. Thông minh cao khỏe chứ không minh nó thông minh mà cô nó khỏe là không phải. Và ngày hôm nay chúng tôi vui mừng chào đón nhiệt liệt hoan nghênh sự xuất hiện của bốn vị để chúng ta cùng đưa ra một cái giải pháp tối ưu nhất cho cái vấn đề mà các em hư hỏng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hủa một cái ông mà đeo cái nanh đó. Là anh á. Thầy hiệu trưởng à? Gia đình chúng tôi trao nhầm con. Con tôi 3 năm liền học sinh tiên tiến. Tại sao lại là cá biệt mà rốt nhất trường? Con ăn không lo học, chúc ngày đua xe. Nếu con tôi không đua xe thì làm sao có cái giải khuyến khích? Tại sao cái giải khuyến khích đấy không có cái xe mà toàn là những quả bóng? Chỗ này không phải bóng đá mà là cái bánh xe nó bị bể, nó lăn trên tàu vỉa hè. Lô, tàu lô, tàu lô. Là tàu lao đấy. Thôi xin mời anh về chỗ ngồi. Xin cảm ơn. Bây giờ xin mời chị đi. Năm nay cháu mới học lớp 9 thôi mà cháu đã có người yêu rồi. Châu. Bây giờ là giới trẻ nó phát triển, nó được học hỏi nhiều, nhưng nó có những cái tình cảm trong sáng của lứa tuổi học sinh. Thì tôi vẫn dạy cho nó biết được thế nào là chừng mực, có bảo vệ. Tôi lúc nào cũng can thiệp. Nếu chị nói chị có can thiệp thì ngày hôm nay chúng tôi đã không mời chị lên. Bởi vì chúng tôi đã thấy biểu hiện của các cháu không phải là cái lứa tuổi học sinh bình thường. Nó có cách suy nghĩ của người lớn. Cho nên tôi mời chị lên ngày hôm nay là để cho chị biết được cái điều đó, để chị về chị dạy cháu nhiều hơn. Và chị chỉ cho cháu phải sống như thế nào với cái tuổi hồn nhiên ngây thơ của cháu. Mới lớp 9 thôi mà bồ bịch là sao? Bà
Bây giờ là bàn về cháu Xuân Xuân. Mời phụ huynh của cháu đứng lên. Phụ huynh của cháu Xuân Xuân đến chưa thầy? Con chị không nhớ tên. Em nghe không rõ. Ủa nãy con tôi tên gì vậy? Chị không nhớ tên con mình hả chị? Nhớ rồi. Cháu là Xuân Xuân. Nó vô trường mà nó thoa xong trét phán y cho anh chị đó. Cái gì nó cũng phải có cái nguồn cái gốc nó đi ra. Thí dụ như con tôi nó có lỡ mà thoa thon trét phấn á. Chị đang nhớ giọng tôi hả? Thì nếu như mà hai thầy nói là con tôi mà trôi thon khét phấn ở trong trường á, chúng tôi yêu cầu chị nuốt ngán gọn xúc tích. Tấm vô. Thì để em về em nói lại là coi như dẹp cây son. Hết. Xin mời anh. Thưa tôi. Dạ cháu nó là ở đây thầy. Bây giờ tôi nói một điều thôi. Tôi cũng kể cho hai thầy biết là gia đình tôi có học. Tôi chỉ khuyên thầy hiệu trưởng á, tại ông bà nói câu là ăn nói, thì tôi khuyên thầy ăn xong đi hao nói, chứ vừa ăn vừa nói khó nghe lắm. Tôi đâu có ăn uống gì đâu. Cái lưỡi thầy nó dính vô răng đó nha. Ta lấy tâm ta xỉa. Ai mà lấy lưỡi xỉa răng? Không đồng ý chuyện này. Tại sao một phụ huynh và một hiệu trưởng lại có cái mức độ giống nhau đến như vậy? Anh này có bà con gì với thầy không? Không bà con dòng họ gì đây hết. Nhưng mà có một vài vấn đề là con của chị này là một đứa con gái. Đúng đó, con gái. Thì nó là gái, nó mới thò son đó. Con gái đó. Thì đó, thì ta đang nói gái anh kiều tôi nói gì? Tôi có kiều đâu. Tôi vô tình tôi nói nó con gái. Tôi vừa tay ra chứ tôi có khèo chị làm gì? Thì tôi nói tôi chè khèo chị mà tôi mập lên là tôi khèo liền. Thì đâu có mập nhưng mà ý không, tôi vô tình tôi nói tôi đưa tay ra vậy đụng bả nói tôi khèo hả? Bởi tôi trời tôi bị vô quan hoài. Cái vấn đề xảy ra là cháu Xuân Xuân thành lập một nhóm nữ sinh chuyên đi bắt nạt những em yếu đuối khác, và con của anh là bị bên đây bắt nạt. Vấn đề mà con tôi quậy phá trong trường của thầy đó là thật sự là tôi suối đó. Tôi cấm nhà trường phát học sinh tiên tiến cái bằng khen cho nó. Tại sao cứ phát hoài vậy? Tại vì nó cầm bằng khen về nó coi thường tôi. Nó nói là tôi nó học giỏi hơn tôi. Khi con anh cầm cái bằng khen về thì cái người ký bằng khen đó phải chịu trách nhiệm, đó là ông hiệu trưởng chứ không phải tôi. Đừng nói hai người. Rồi con anh suốt ngày đua xe, chơi bời hoài phá, không lo học hành. Rồi tương lai cháu sẽ về đâu? Tôi biết, đó là bệnh viện Chợ Rẫy. Có lẽ từ bé nó đã ước mơ được làm bác sĩ. À, kính thưa các anh chị, ở đây chúng ta là phụ huynh. Lúc nào chúng ta cũng muốn cho các con của chúng ta nó nên người. Chính vì điều đó, nhà trường mời các anh chị đến đây để chúng ta tìm một cái giải pháp nào tốt nhất để cho các cháu sau này lớn lên thành người công dân có ích cho xã hội. Chúng ta phải nên có hình phạt. Theo các anh chị thì chúng ta phải nên làm như thế nào? Tôi mời anh. Thầy hiệu trưởng phải xem lại. Con tôi mà xe bốn bánh thì nó chạy vào bệnh viện Chợ Rẫy càng sớm hơn. Đó là một hình phạt để nó tự biết là... Ý anh nói mà có tai nạn rồi anh mới rút kinh nghiệm. Tiếp anh. Em biết thì em nói nốt đi, anh nói em gì? Thôi tại con anh mà, thôi kệ nói đi đừng giận mà. Trời ơi, khổ quá. Thế theo em lại nói thế nào nữa? Thì bây giờ mình nói nè, bây giờ nhà trường kêu mình đó là... Bây giờ nhá. Nhưng bây giờ anh, con anh như thế đúng không? Dạ. Thế con em thì son phấn thế kia. Chúng tôi đề nghị cho hai ly cà phê đó. Thôi, bây giờ ý kiến của chị đi. Thành phạt bây giờ từ nào giờ con em nó xài son phấn nhiều quá. Thì bây giờ em nói, em khuyên con em là thôi bỏ đi rồi từ từ rồi... Em hiểu mà, em hiểu. Từ từ rồi nó sẽ cũng sẽ bỏ. Thì mà chắc chắn là nếu mà bây giờ thì nó... Thôi chị ngồi xuống đi. Người tiếp theo. Tôi đã suy nghĩ về vấn đề mà các thầy đã nói ra. Thì tôi nghĩ là bây giờ... Phụ huynh cùng với nhà trường
sẽ phối hợp với nhau để quan sát và quan tâm tới con em của mình hơn. Xin mời anh. Con tôi nó quậy phá trong trường như vậy đó, thì thôi bây giờ tôi xin phép hai thầy cho tôi về tôi dạy nó lại. Như vậy là cuộc họp của chúng ta cũng đã đến hồi kết thúc. Vấn đề này nhà trường sẽ xem xét lại và giải quyết trong một vòng thời gian ngắn nhất để tất cả chúng ta tìm ra một cái báo cáo vấn đề để đưa ra một cái lý để mà rồi kết thúc.